Singleton thì có rất nhiều phiên bản khác nhau. Và nếu anh chị muốn tìm hiểu về thông tin của dòng Singleton, anh chị có thể đọc ở trên vỏ chai hoặc là ở trên hộp. Và ngày hôm nay thì em Hiếu sẽ đọc thông tin của dòng Singleton 12. Singleton 12 là dòng Scotch Whisky được sản xuất ở Scotland. Và Scotland là một trong những nơi sản xuất whisky hàng đầu về chất lượng trên thế giới. Singleton 12 được ủ trong thùng gỗ sôi ít nhất là 12 năm. Đây là dòng single malt, tức là dòng whisky đơn cất được chưng cất tại một nhà máy. Singleton có từ những năm 1896. Trên vỏ chai cũng ghi rõ về thông tin hương thơm cũng như là hương vị. Singleton có những cái hương thơm của cà phê espresso và hương vị ngọt ngào của mật ong. Singleton được ủ trong cả cái thùng gỗ sôi rất cao cấp. Tiếp đến là thông tin ở trên vỏ hộp. Trên vỏ hộp có thông tin về hương thơm, hương vị cả cái thùng gỗ sôi để ủ dòng Singleton. Ở đây Singleton có thể được uống nguyên bản hoặc là một chút đá để thêm vào rượu để làm đi giảm cái nồng độ của rượu. Anh chị cũng có thể kết hợp Singleton với soda. Và vừa rồi là những thông tin cơ bản về dòng Singleton được in ở trên vỏ chai và hộp. Nếu anh chị muốn biết thêm về dòng Singleton khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737. Và anh chị đừng quên bấm theo dõi kênh Singleton chính hãng để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất về dòng Singleton vào ngày mai.